ngồi xuống, rượt teo nhỏ xuống sổ. Trời, rượt cái đầu nhỏ luôn. Bạn đó lết đi đầu, nhưng mà mình có thể lết giỏi, lết qua mặt đó luôn chặn đường. Vừa hết nhạc là mình giật liền. Đó, nói nghe nè, mình qua mặt được rồi đó, là mình me. Nó vừa hết nhạc mình giật cái vỏ. Chị Hương làm thử. Giật mạnh lên nha. 1, 2, 3. Thì mày mới chơi trò chơi, chứ lên tao đưa quà là còn chơi gì nữa. Ok ok. Phải không? Rồi lụm. Quá trời em gục cười. Bây giờ nghe nhạc nào mấy ông thần. Vô nhạc. Đuổi theo không? Chạy lẹ đi, nó tới nó lấy vỏ bây giờ. Chạy qua mặt luôn. Qua mặt rồi. Rồi hết nhạc tao đi giật được không? Dưới hàng cây, anh ngước nhìn về phía em. Giật, giật lên. Trời ơi chết. Nó giật ra cái khác chắc chết. Chết thằng nhỏ. Buông ra hết, cái ông này không thắng không giật được rồi. Round 2. Rượt teo nhỏ xúc sổ. Trời, rượt qua đầu nhỏ luôn. Quá trời rồi. Còn nhạc. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Ngồi xuống. Cảm ơn chị. Trong bốn người. Trời ơi, mà ngồi đây mà trà trộn vô cái đám thắng. Ổng bà về đi. Ổng bà về. Gia đình ẩm bà về đi. Ẩm bà về cho gia đình đi. Mời bốn bạn đứng lên, mời bốn món quà. Chị thấy em mệt thiệt. Tại đầu giao cho em cái vỏ. Trời ơi, chị lo cho cuộc đời em quá. Có vợ chưa? Chưa, vợ có hai đứa con. Trời ơi, tối nay về vợ nó quạo dữ lắm. Đi lấy cái vỏ nhét cho chồng chị. Rồi nó đè nó quạo. Vô, cầm đi baby. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.